Chào tất cả các bạn. Các bạn có hỏi shop nhà mình là làm sao để trả góp được laptop, cái thủ tục nó có đơn giản không? Hiện nay thì cái hình thức mà trả góp thì nó rất là thịnh hành ở trên các shop bán hàng. Và cửa hàng nhà mình thì có thể trả góp được cả laptop cũ, cả laptop mới. Và các bạn chỉ bỏ ra tối thiểu là 3 triệu đồng, các bạn có thể mua được một chiếc laptop hoàn toàn ok. Nói chung là các bạn sẽ trả trước khoảng 30%. Các bạn có hỏi tôi là cái độ tuổi nào thì có thể đủ năng lực để trả góp, thì tôi cũng trả lời luôn các bạn là từ 18 đến 20 tuổi. Nhưng mà thường là trên cái hợp đồng nó có năng lực tốt thì là khoảng 20 tuổi đổ lên là các bạn đều có thể trả góp được. Còn hình các bạn có hỏi phải làm thế nào để trả góp hình thức 0% thì mình cũng trả lời luôn các bạn là có 11. Hiện nay là có 11 ngân hàng có thể trả góp 0%, nhưng cái điều kiện đó là các bạn phải có cái thẻ ghi nợ các ngân hàng. Hiện nay thì đã có 11 ngân hàng, ví dụ như là Sacombank này, VP Bank này, HSBC, VIB và cả Exim Bank, ANZ hoặc Simbank và Maritime Bank, và bây giờ có thả Citibank mà có cả Techcombank nha các bạn ạ, là có 11 ngân hàng tất cả. Nhưng cái này thì nó có yêu cầu các bạn phải có định mức ghi nợ, nhưng mà cái này lãi suất hoàn toàn 0%. Còn nếu mà các bạn không có những cái thẻ ghi nợ như này thì các bạn có thể trả góp thường. Các bạn chỉ cần có chứng minh thư nhân dân và một cái giấy phép lái xe trên 20 tuổi là các bạn có thể hoàn toàn vay cái khoản vay dưới 10 triệu thì duyệt rất là đơn giản. Còn những cái khoản vay lớn hơn thì nó yêu cầu đòi hỏi và sát hạch nhiều hơn. Nhưng mà thường cái khoản vay 10 triệu thì tôi nghĩ là các bạn vay rất là đơn giản, mà hồ sơ nó duyệt khoảng 15 đến 20 phút. Và cái thời gian trả góp thì thường chúng ta có thể chọn từ 3, 4, 6, 9 tháng hoặc 12 tháng là tối đa. Và cái lãi suất bình thường thì nó dao động từ 17% đến 25% một năm, nó tùy ở cái hạn mức của chúng ta vay và ở cái lãi suất của tùy ngân hàng. Và các bạn có hỏi tôi là trả góp thì có bị đắt hơn các sản phẩm mua thường không, thì tôi cũng nói luôn các bạn là trả góp thì nói chung là không liên quan gì đến ngân hàng như mình cả. Và hàng tháng thì các bạn trả qua tài khoản hoặc các bạn có thể điểm đến các điểm gần nhất của FPT. Và ở tỉnh nào cũng có thể trả góp được, nhưng lưu ý không trả góp online được mà các bạn phải đến cửa hàng nhà mình và làm hợp đồng trực tiếp với các bên tín dụng hoặc là các bên ngân hàng liên kết thì các bạn mới trả góp được, chứ không thể trả góp từ ở nhà được. Và các bạn không cần phải đến cửa hàng tôi để trả tiền hàng tháng, mà chúng ta chỉ trả qua tài khoản hoặc đến trực tiếp các điểm ở FPT hoặc là các shop lớn là các bạn có thể đến đấy trả góp được. Các bạn có hỏi nữa là sản phẩm nào có thể trả góp được, thì tôi nói luôn các bạn tất cả các sản phẩm đều có thể trả góp được, kể cả đồ cũ chứ không phải riêng gì đồ mới mới trả góp được, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chọn mua sản phẩm.